Hello nhá, chào bạn. Rồi, chúc bạn quay trở lại kênh Sao Rẻ Thiếu Chiếm Com nhá. Hôm nay mình chuẩn bị gửi hàng đi cho một anh ấy làm cái quạt các bạn ạ. Anh này ở siêu thị điện máy. Thế là anh ấy đến, anh ấy muốn xem cái bộ chế cho quạt điều khiển từ xa. Thì hôm nay mình sẽ có một clip chia sẻ với bạn về cái chế quạt điều khiển từ xa từ cái bo. Tức là anh này anh ấy có cái bo mạch quạt rồi, nhưng mà vấn đề là cái quạt anh ấy nó hỏng và anh ấy không muốn sửa, anh ấy muốn lắp luôn để cho nó nhanh. Thì anh sẽ dùng cái gì? Chính là cái này, siêu phẩm đấy các bạn ạ. Và nó công nhận nó mấy tay tay tàu này nó giỏi bạn ạ, bé tí nhỏ mà nó nhiều tính năng lắm. Đây chính là cái này, thiết bị mình đang nói đến này. Tức là bo này dùng để giúp các bạn biến cái quạt từ quạt cơ truyền thống sang thành quạt điều khiển từ xa, rất đơn giản và dễ. Đây chọn xem nhá, con này là bo của tàu, nói luôn cho dễ, nói luôn cho các bạn xem luôn. Đây toàn chữ tàu luôn, hàng nội địa hay không thì không biết, chỉ biết là chạy được và tốt thôi. Rồi, những bạn nào mà có biết chữ tàu chắc là dịch được, còn mình thì bó tay luôn, hòa mắt chóng mặt với ông này luôn. Đấy, họ ghi cách đấu nối luôn này, điều khiển này. Bộ này theo tiêu chuẩn của tàu có này, 1, 2, 3, 4, có cái xe thì biết thôi, biết mỗi cái xe thôi. Đây, các bạn xem. Bộ này sẽ lắp được cho các loại quạt, rất là nhiều quạt nhé. Hầu như những cái dòng quạt phổ thông lắp được hết. Đây này, ở đây họ ghi luôn này, quạt cây, quạt bàn, quạt hộp lắp được, nhưng quạt trần thì chỉ có một số loại quạt trần lắp được, còn những cái quạt trần điện cơ là không lắp được đâu nhá, không thì phang vào xong lại không chạy đâu, rất là phí. Đây là cái mẫu này, đây là cái mẫu điều khiển, đây cho xem này. Hai mẫu như nhau. Bộ này thì đã được cải tiến thêm một số tính năng mới mà nhiều người rất là thích, chính là cái này này, mắt nhận đấu ngoài như thế này. Thì khi các bạn lắp cái hộp này ở trong nhé, thì luôn lắp cái hộp cái bộ này ở trong thì cái quạt nó sẽ thò cái dây này ra như này, thò cái dây ra thì các bạn sẽ bấm điều khiển được và mắt nó sẽ nhận rất là nhạy, bởi vì cái mặt cái điều khiển này nó chui ở bên ngoài, tiện cực kỳ luôn. Đây nha các bạn nhé, mình cho bạn xem này. Đấy, rất là tiện bởi vì họ thiết kế cái dây này này để ngoài rồi, sau đó phần tiếp theo là cái này, cái còi. Bởi vì bộ này khi để ở trên cao nhá, một trên cao, hai là buổi tối thì thường các bạn sẽ không thể nào mà biết được là nó đang ở số mấy, mà số mấy người ta thường chỉ có bấm và nghe cái tiếng còi nó phát ra là ban đêm là mình biết nó đang ở số mấy để còn làm việc, chứ còn đêm thì chắc không ai nhìn ra cái quạt xem nó là đang ở số mấy, mà người ta chỉ bấm nút này, bấm tắt này nó kêu tít một cái này, bấm chuyển chế độ này, Morse này, time này, on speed tít sẽ có tiếng kêu phát ra. Đấy, nguyên tắc chạy như vậy. Còn bây giờ mình sẽ nói về phần tiếp theo là phần đấu nối. Đầu nối bộ này thì thôi ngon ăn vô cùng. Đây bộ này mỗi mình vừa vẽ xong cho anh ý. Đây nha, cái con gà nó kêu hơi nhiều bạn ạ. Đây nha, cái chân này điện lưới sẽ vào đây nhá, AC vào đây, chân này là chân com, chân chung đấy, còn đây sẽ là chân quay túc năng. Mình ghi luôn để các bạn nào có xem thì biết cách dùng. Túc năng vào đây, đây là chân số 3, số 2, số 1. Cái ba cái số này thì do các bạn quy định, chân số 3, số 2, số 1 thì là chân nào là chạy mà cái tốc độ cao nhất là do các bạn tự quy định nhé. Thì chân này nó không không giới hạn. Tức là cái chân này các bạn đảo ngược vị trí cho nhau được, không bị làm sao cả. 1 2 3 4 là túc năng. Cái điện lưới này phải đúng hai chân này, nếu mà lắp nhầm nó sẽ bị cháy. Chân com này là chân nó qua một cái cầu chì để đảm bảo an toàn là khi mạch ở trong có vấn đề hoặc điện lưới có vấn đề ấy, là nó sẽ đứt cầu chì và cái trong máy là dừng hoạt động luôn. Bây giờ mình sẽ cắm điện cho bạn xem này, cách hoạt động của nó. Đấy, đây là mô tả qua về chức năng, bây giờ sẽ cắm điện thử cho bạn xem. Đây nhá, bây giờ ta sẽ bắt đầu cắm điện này. Đấy, đầu điện cấp thì bao giờ cũng phải nhớ là hai dây này, không được nhầm. Nếu mà nhầm là bốc khói ngay các bạn nhé. Bốc khói nó không chữa đâu. Bốc khói mà những cái dòng này bốc khói thì thôi chỉ có bỏ thôi, không có cách nào cứu vãn được tình thế. Đấy, mình sẽ cho bạn xem những chức năng cơ bản thôi. Bộ này thì họ cắt hết tiền nón rồi. Các bạn có thể thêm cái chức năng này này, các cái nút này, này. Cái đầu connect này. Đầu này là cắm lên vỉ điều khiển nhá, nhưng mà thường thì chả ai dùng đâu. Chả ai dùng cái bộ nút bấm làm gì cả. Bộ này sẽ lắp pin nhá, lắp vào đây. Điều khiển này có thể mua ngoài được nên yên tâm, vấn đề là hỏng nó sẽ có đồ thay. Đây các bạn nhá, mình sẽ lắp pin vào đây như thế này. Hai pin nó có chiều nhá, gắn như thế này. Đấy, nút bấm vào đây. Đây mình sẽ bấm cho bạn xem này. Chú ý là tuyệt đối phải chú ý là dây điện không được lắp lắp nhầm nhá, lắp nhầm là tèo luôn đấy, nguy hiểm lắm.
Này, tít một cái này. Mốt này. Swing quay này. Để tắt nhá. On này. Tắt này. Tắt là cái nút này sẽ không bấm được này, timer, mode, swing không bấm được này. On này, speed này, thời gian chỉnh này. 2 3 4 5 6 7 mode này. Mode này swing. Bộ này nhiều chế độ lắm các bạn ạ, hay hơn nhiều. On này, on này, on này, on này. On speed này, time, mode, swing này. On off đấy. Những chế độ chính nhá các bạn nhé, bấm rất là dễ đúng không? Nó sẽ điều khiển các cái cực cực này cho ra điện từng bên và bạn sẽ chạy được và biết đang số mấy luôn. Đấy, on off ở đây. Cái quan trọng nhất chính là on off để tắt. Xong, tắt, xong, bật, xong, tắt. Rất đơn giản đúng không? Đấy, cho bạn xem. Đấy, toàn bộ quá trình mình chia sẻ với bạn là có như vậy nhá. Rất đơn giản luôn, dễ lắp và dễ cài đặt sử dụng. Và các cái chức năng nó đã gói gọn rồi, tiện ích, đơn giản mà dễ lắp. Thì những bạn nào mà có cái quạt hỏng ấy, mà quạt thường cũng được chế lại, hoặc là một quạt hỏng thường, hai là quạt chạy thì điều khiển từ xa mà hỏng mạnh ấy, thì tốt nhất là thay luôn mà lại không phải sửa đâu. Lắp cái vạch này anh ấy ở siêu thị là anh ấy cũng thay luôn mà ạ. Lắp con này gắn pô phát chạy luôn mà rất là nhanh, không phải can thiệp nhiều sâu làm gì cả. Bạn thấy rất là dễ đúng không? Tự lắp được mà lại có còi luôn, tiện vô cùng. Đèn báo mắt báo được cực kỳ nhạy. Đấy, tiện luôn. Rồi, các bạn theo dõi clip mình hôm nay nhá. Chúc bạn tìm được một cái thiết bị ưng ý, phục vụ cho mục đích lưu chữ và mục đích sửa chữa của mình. Đấy, bye bye.